người thuyền thuê và đã dễ hạnh phúc và khoác lên cho mình những áo gấm màu trắng, hoặc chuyện những chiếc mũ đen để ta cùng dòng dưới đất và các dân tộc và dân tộc Thái ta để thay lời cảm ơn gửi tới tập thể quý vị, thay cảm ơn chân thành nhất trong buổi trưa của ngày hôm nay. Xin được kính chúc cho tập thể quý vị sẽ có một bữa tiệc thân mật trong vui cùng gia đình rất là hoan nghênh. Một lần nữa xin cảm ơn tập thể quý vị.